Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những yên tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng, cùng tắt liền vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồm. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, chẳng nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn. Những ánh dương ban mai vừa ló dạng, cũng tắt lịm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh buồn. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ.
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong ngày đại lễ Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Hôm nay ngoài trời đang trừ 35 độ. Và chúng ta đang ở trong chùa rất là ấm cúng, có đạo tình, đạo tâm và đạo tràng, để cùng nhau kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thành đạo. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, lời đầu tiên Pháp Hòa xin được gửi đến quý đại chúng lời chúc mừng năm mới Tây lịch 2014. Cầu nguyện quý vị luôn được an lành. A Di Đà Phật. Good morning, our dear friends. Today is a very special day for all the Buddhist followers on the world, because this is the day that we commemorate, we celebrate the day that the Buddha's enlightenment, more than 2,600 years ago. We know that the Buddha was the prince, and after he witnessed the suffering of the war of the life, he make his strong devote that he ordained as a monastic, a monk, and practice. So after 6 years in the practice, and one day he got his understanding to the very high degree. And what he understand that he understood the true facts of life. Life have always suffering because of the old age, the death, the sickness. This is something we unable to escape. But when we have this kind of facts in our life, and what do we have to, how to cultivate the way we live? We will die one day. We will sick, and we will be old. Actually, we get older every day, not once a year as we used to think. But if we have, we don't have one day, we don't have 7 days, we don't have 1 month. So if we look deeply, and we will realize that we get older each day, not only once a year. And we know that life is very fragile. That's why we have to make the strong commitment how to live our life meaningful. We live for the sake for ourselves and for the sake of others. So the Buddha got his high understanding, and we call him Buddha. Buddha means the one who awake. And after the Buddha enlightenment, and he declared, how wonderful, today I have realized everybody, all living beings, they have the nature to become the Buddha like me. So the special in Buddhism is we encourage everyone to practice, because we are able to practice the same as the Buddha did. We're able to enlightenment like the Buddha, as long as we put our practice in a very deep, in a very high practice. Buddha is not only himself, and we are his slavers, but we are, so one day we can become the Buddha like him. And anyone who practice, you do not need to detach yourself from life. Right in this life, you enlightenment. And that is the reason why when we create the statue of the Buddha, we used to place the Buddha sit on a lotus. It's a kind of flower. As you can see, all the Buddhas sit on the lotus. Lotus is a kind of flower. You have to grow the lotus right in the mud, and right in the mud there is a flower bloom. Same thing. You cannot detach yourself from suffering, because in the suffering you got understanding. You learn from your problems. You learn from your difficulties. So if we have no mud, we have no lotus. And the more muddy we have, the more strong and beautiful lotus can bloom. Same thing, the more difficulties you have, the more you can enlightenment,
the more you can learn, the more you can be strong for yourself to stand up. So Buddhism practice not only detach your life from yourself from life, but you have to live right in this life in order to be enlightened, in order to got your understanding. So today is a very happy day for all the Buddhist followers on the world, because without this day, we have no Buddhism. And remember, Buddhism means the way of life. If you know how to cultivate your life, your daily practice, you are Buddhism. You can touch Buddhism every corner of the universe. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Và tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Phật là một vị thái tử. Ngài đã chứng được cái cảnh khổ của đời, cho nên Ngài đã quyết tâm đi tìm một con đường cứu khổ. Cái chữ cứu khổ trong nhà Phật không có nghĩa là cứu rỗi cho mình. Mình cứ việc làm tội đi, rồi Phật sẽ đưa cánh tay Ngài bốc mình đi về một nơi nào đó, rồi rửa sạch những cái tội lỗi cho mình, để rồi mình hết tội và mình được cứu rỗi. Trong đạo Phật, cứu khổ có nghĩa là Đức Phật sẽ cho mình một cái phương pháp, một cái con đường để mình sống, mình học, mình tu và mình hết khổ. Chữ cứu là vậy. Cho nên nhà Phật dùng cái chữ độ. Độ là sao? Độ tức là mình đang ở bên cái bờ bên này, mé bên này là bờ khổ, mé bên kia là bờ vui. Thì độ có nghĩa là mình vượt qua, mình đi qua cái cõi, từ cái cảnh này khổ mình đi qua bên kia. Cho nên Đức Phật gọi là đấng thiện thể. Thiện là khéo, thể là vượt qua. Chúng ta còn gọi Phật là đấng thiện thể, thay vì chúng ta gọi Phật là Phật, là Thế Tôn. Thì Đức Phật còn có một trong 10 hiệu của Phật, đó là thiện thể. Tại sao thiện thể? Bởi vì mình có cái thế gian giải. Thế gian giải là có thể hiểu rõ, có thể biết hết tất cả những cái pháp của thế gian này. Nó chỉ là cái pháp sanh diệt đối đãi, nó không có tồn tại bất biến. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên mình hết khổ, vượt qua những cái khổ. Thí dụ ngày hôm qua mình thấy người đó nói thương, sao hôm nay mình thấy ghét? Rồi bữa nay họ ghét cái người đó. Mình nghe xong rồi mình cũng không có gì lạ, tại vì mình hiểu được đời là vậy đó. Không? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét rồi trái bồ hòn nó cũng méo. Mình hiểu như vậy cho nên mình thiện thể. Người ta thương mình cũng mô Phật, người ta ghét mình cũng Phật mô, nó khỏe. Thành đạo là vậy đó. Cho mình thành được cái đạo ở trong lòng của mình. Cái đạo này không phải ai cho, ai ban, ai phát, mà có thể chúng ta thành tựu được. Từ ở trong cái đau khổ mà chúng ta vượt lên được. Thành thử đạo Phật là đạo cứu khổ, rất đúng. Tại vì đạo giáo ra đời là để cho người ta cái pháp môn để người ta hết khổ, chứ không phải vì pháp môn của mình mà người ta khổ. Thí dụ như bây giờ đạo Phật dạy ăn chay. Ăn chay là để cho lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng mà tại ăn chay mà mình khổ, cho nên mình không đúng. Lỡ sắm cái chén riêng mà lỡ ai ăn nhầm cái chén của mình, mình đau khổ lắm. Mình nói trời ơi, tôi ăn giờ tôi thấy cái chén này nó tanh quá. Mình cảm thấy mình khổ quá thì chúng đúng đúng. Tu làm sao mà không có khổ gì cái pháp tu nữa mới được. Mình niệm Phật mà thấy người ta ngồi thiền liêm diêm cái mình ghét lắm. Mình không biết tu thì đi đâu. Thành thử ra pháp môn để làm cho mình hết khổ, chứ không phải pháp môn để làm cho mình bị khổ. Mình bị khổ vì cái pháp môn là không đúng. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mà ngày hôm nay pháp nào mình học được rồi, cái thì mình thấy pháp khác mình chê, mình trách, mình nói là không được. Vậy mình chưa hiểu được. Đức Phật dạy chúng ta là tất cả. Mình thường nói với một câu như thế này: phải thấy tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Thế gian cũng là thế gian Pháp, là Phật Pháp nếu mình biết nhìn. Nói vậy đó, giảng cho người ta nghe vậy đó. Vậy mà hãy người ta tu Pháp nào trật với cái Pháp mình tu, cái mình nói. Vậy thì mình cái câu nói của mình nó trật lất rồi.
Mình dạy cho người ta là thấy thế gian pháp cũng là Phật pháp, vậy mà hôm nay người ta tu theo Phật pháp thì lại chê. Cho nên mình bị pháp, pháp môn nó làm khổ mình. Cho pháp môn cứu khổ chứ không phải pháp môn để mình bị khổ. Mà mình hiểu được cái đó tức là mình giác ngộ. Có nhiều khi mình nói mình giác ngộ, giờ tôi giác ngộ rồi, thấy không? Nhưng mà tôi thấy cái gì ngộ ngộ tôi giác thôi. Còn cái gì nó không ngộ ngộ tôi không giác, thấy không? Thành thử ra mình chưa có hiểu được tường tận cái nghĩa của chữ giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là mình thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Và trong cái cảnh khổ mà người ta vượt lên cảnh khổ thì người đó là giác. Ở trong cái nghi lễ mỗi lần mà chúng ta ca ngợi đảnh lễ cuộc đời của Phật á, trong cái truyền thống là mỗi lần chúng ta hành lễ Phật đản thành đạo, những cái ngày kỷ niệm của Phật, một năm chúng ta có 4 ngày kỷ niệm của Phật: ngày Đức Phật giáng sinh, chúng ta gọi là Phật đản; ngày Đức Phật xuất gia; ngày Đức Phật thành đạo; ngày Đức Phật niết bàn. Và 4 cái ngày này là 4 cái ngày quan trọng của một người Phật tử để nhớ về vị thầy của mình. Nhưng mà lâu nay á, mình đa phần là mình kỷ niệm ngày Đức Phật Phật đản thôi. Và chúng ta làm cái lễ Phật đản long trọng, nhưng mà chúng ta quên lễ này cũng lớn lắm. Đúng ra là cái lễ thành đạo này phải làm cho lớn. Làm lớn em có nghĩa là mình show off, không? Mình khuất, mình phô trương. Lớn đây có nghĩa là chúng ta làm kỷ niệm một cách long trọng, trọng thể. Bởi vì nếu không có ngày này thì không có chúng ta, chúng ta không có giáo pháp. Cho cái ngày này nếu nói cho đúng phải là ngày đại hoan hỷ, ngày rất vui của Phật tử. Cho nên hôm nay là ngày hân hoan, ngày rất vui vì Thế Tôn đã thành đạo. Mà thành đạo không có nghĩa là ngày đang ngồi liêm diêm vậy, nó nổ một cái bùm ở phía sau ngài rồi cái là ngài phóng hào quang, ngài đi trên nước, ngài ngồi trên lửa. Không phải vậy. Mà ngài bừng sáng lên một cái đạo lý duyên sinh ở cõi đời. Ngài thấy rõ các cái pháp, cái nhân, cái quả, cái duyên của tất cả sự việc. Và ngài thấy rằng tất cả con người ai cũng có khả năng làm giống ngài hết. Cho nên ngài thốt lên một câu ngay sau khi ngài thành đạo: lạ thay, lạ thay, hôm nay ta phát hiện ra một điều rằng tất cả chúng sanh ai cũng có sẵn cái giác ngộ và thành Phật giống ta. Kỳ tai, kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cự hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Lạ thay, lạ thay, bây giờ tôi biết một điều rằng tất cả chúng sanh đều có đầy đủ cái tướng trí tuệ của một đức Như Lai. Khi mà ngài ngồi ngài thành đạo rồi thì ngài nhìn, ngài thấy rõ vô minh phiền não nó là những cái cột kèo, nó là những cái ngói, nó những là những cái thành lâu nay nó bao mình lại. Thì ngài mới nói rằng: này các cái chúng sanh phiền não kia, các ngươi là phiền não, là vô minh, là cột, là kèo, là vách, là ngói. Các ngươi đã giam hãm chúng ta trong cái ngục vô minh nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ các ngươi không còn làm gì được ta nữa. Thì nói xong thì tất cả những cái vô minh phiền não nó rụng rời hết. Bây giờ cũng vậy thôi. Có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một lá thư qua email ngày hôm qua. Thì cô mới nói rằng sau nhiều năm nghe pháp và gần đây con đã phá tan được một cái đau khổ trong lòng con. Đó là lâu nay con sống và con trách móc một người thân thương của con. Con không có thể nào con nguôi ngoai được cái sự trách móc hờn giận đó. Mà có một ngày kia con đã tan vỡ và bây giờ con có thể thương được người đó, con cảm thông được người đó. Và con nhớ lời thầy nói rằng nếu cái người mình thương mà mình cứ giận cả đời, nếu lỡ một mai người đó chết mà mình muốn nhìn họ, mình muốn nói với họ thì mình không còn cơ hội nữa. Chi bằng bây giờ mình cứ sống trọn cái đạo của mình đi, thì mình đã thành đạo rồi. Có thể người đó là chị mình, mà mình không thương được chị mình thì mình không đúng cái đạo của người em. Người kia có thể bớt đi, giảm đi cái phần đạo nơi họ, nhưng mà mình sống, mình không thể thiếu cái đạo của mình. Cho nên ai cũng có một cái đạo trong của chúng ta hết. Cái quan trọng là chúng ta sống trọn vẹn cái đạo của mình.
Đạo này không phải đạo Phật không, mà chúng ta đạo làm người căn bản nhất. Đạo làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, cứ sống cho trọn. Còn người kia có đáp, có đối gì với mình hay không, chuyện đó mình tính sao. Còn riêng phần mình cứ sống cho trọn, để mình không có ân hận. Một khi mà người đó mất rồi, mình ân hận. Cho mình cứ sống cho trọn. Quý vị nhớ cái bài thơ mà mình thường hay đọc đó, không? Nếu con muốn nói thương mẹ, con hỏi nói đi, đừng đợi khi mẹ chết rồi con mới ghi những cái lời hoa mỹ thương mẹ, nhớ mẹ trên một cái tấm đá. Và cái câu thơ trong đó nói rằng mỹ từ trên phiến đá vô tri. Khắc những cái câu đó trên một phiến đá đi làm gì, nó đâu có cảm được. Mà khi mẹ còn sống, cái lời nói đó nó có thể nói được để mẹ cảm. Hãy nói đi lời con yêu mẹ, đừng đến khi mẹ mất rồi con mới khắc những lời thương mẹ, mỹ từ trên phiến đá vô tri. Thì những cái gì mà chúng ta đang có, chúng ta làm. Thì trong cái truyền thống là mỗi khi lễ lớn như vậy thì chúng ta tụng cái cuộc đời của Đức Phật qua một cái mười mấy câu lại. Ví dụ như cái câu, mình nói ví dụ một cái câu là nhất tâm đảnh lễ a tỳ ngục tốt sơ phát thiền tâm. Thì đại chúng ở dưới này hòa lên: Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại xuống một lại. Và tổng cộng có mười mấy câu lại như vậy, tùy theo mình gia giảm. Nếu mà mình làm kỹ thì mình làm hết cuộc đời của Đức Phật chi tiết. Còn mình chi tiết đây có nghĩa là những cái điểm chính, còn không thì mình lấy một vài điểm nào mình lễ thôi, tùy theo thời gian. Thì ở trong đó cái câu đầu tiên, nhất tâm đảnh lễ, tức là hết lòng kính lạy a tỳ ngục tốt sơ phát thiện tâm, tức là Đức Phật đã từng ở trong cảnh khổ của địa ngục A Tỳ. Chữ A Tỳ là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ A Tỳ nghĩa là vô gián. Vô gián nghĩa là không có bao giờ gián đoạn. Mà trong cái gián đoạn này nó có 5 loại không gián đoạn: khổ không gián đoạn, thời gian không gián đoạn, dụng cụ hành khổ không gián đoạn. Và chúng ta cũng đã từng sống trong cái địa ngục vô gián như vậy ngay trong đời này. Có nhiều khi chúng ta khổ gì mà khổ không tưởng được. Vừa hết cái khổ này xong, khổ khác nó tới. Có nhiều khi 2-3 khổ nó dồn vô một khổ, cho nên nó kêu khổ hoa. Ăn khổ hoa dồn. Chữ qua là mướp đó. Khổ là đắng. Người ta dịch nghĩa chữ khổ là gì? Khổ là đắng. Khi cái gì nó đắng quá mình chịu không nổi kêu khổ. Mà cái này không cần mình phải nếm bằng lưỡi, mà đôi khi mình nếm bằng tâm. Cái gì mà nó không hài lòng mình là nó đắng chứ gì đâu. Như ngày hôm qua quý vị đi ra chợ mua một cái gói bông sầu đâu. Đi về thì chị Phật tử chỉ làm trộn cái gói sầu đâu. Gỏi này là gỏi truyền thống của người Campuchia, người Miên. Thì người nào mà ăn được á, trời ơi ngon quá, đắng đắng, thơm thơm. Người nào ăn không được, trời ơi đắng quá, hôi quá, chịu không nổi. Thế là cái gì mà người nào ăn được thì nó là sao? Ngon. Người nào ăn không được, đắng. Đắng là khổ chứ gì đâu. Cái người nào mà ăn cay được, ăn mà hít hà mà ôi sao là ngon. Rồi cái người nào mà ăn không được, khổ quá, cay quá, chịu không nổi, khổ. Chữ khổ nghĩa là đắng. Nói trời ơi sao cuộc đời tôi khổ quá, có nghĩa là cuộc đời tôi nhiều cái đắng quá. Thấy không? Nhưng mà sáng nào cũng uống ly cà phê hết á. Cho nên những cái đắng nó làm mình tê tái. Có những cái đắng nó làm mình hạnh phúc. Thành ra Đức Phật, tại sao Đức Phật, khi mình ca ngợi Đức Phật, mình không ca ngợi cái gì mà ngay cái câu đầu: Đức Phật là cái người đã từng ở trong địa ngục A Tỳ, nhưng mà từ nơi đó Ngài đã phấn khởi lên một cái niệm thiện lành,
A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm. Chữ sơ là ban đầu. Ngay cái giây phút đó lại khởi lên một cái tâm lành rất tốt. Tối hôm qua đó, sau khi pháp thoại ở đây rồi, thì Pháp Hòa phải trở về nhà một Phật tử để có internet. Vì Pháp Hòa có cái hẹn pháp thoại qua internet cho Phật tử ở bên Hàn Quốc. Ở bên Hàn Quốc có một số người Việt Nam, các anh chị em ở trong những vùng sâu vùng xa, ở miền quê miền Tây Việt Nam, do cái cảnh gia đình nghèo khó, và các vị này đã chấp nhận đi ra, đi qua Hàn Quốc để đi làm, và phần lớn là có chồng. Và khi ở bên đó, đó thì người ta không có hạnh phúc, tại vì người ta không biết nói tiếng Hàn Quốc nhiều, và chồng không có đối xử tốt. Có thể cha mẹ chồng đối xử không tốt, người chồng đối xử không tốt. Vì vậy mà có những vị đau khổ quá, ôm con nhảy từ trên lầu nhảy xuống. Và bên đó người Việt Nam mình chết bằng cách tự vẫn nhiều lắm. Và quý vị biết bây giờ trên thế giới tổng số lại đó, cái quốc gia mà tự vẫn chết nhiều nhất hàng năm vẫn là Hàn Quốc. Những cái tài tử của Hàn Quốc tự vẫn nhiều lắm. Nếu quý vị có đọc tin tức thì quý vị sẽ biết. Thì các vị này nghe được những cái bài giảng qua YouTube thì thích lắm, và tìm mọi cách liên lạc qua Canada để tìm Pháp Hòa. Thì gọi hoài nhiều lần thì cứ Pháp Hòa cứ vắng nhà. Nhưng mà một hôm nọ quý vị may mắn gặp được thầy viện chủ, và thầy viện chủ đã nói chuyện và khuyên giải, và từ đó các vị đã trở thành một nhóm và sinh hoạt với nhau qua cái internet. Và xin thầy viện chủ quy y cho quý vị đó qua đường dây internet. Và bây giờ họ chỉ cho thầy cái cách làm sao để vô một cái room Phật Pháp đó, rồi diễn cái đàn đó, diễn đàn đó để giảng cho quý vị nghe. Thì cách đây gần một tháng quý vị liên lạc gặp được Pháp Hòa, và Pháp Hòa có hứa là tối của ngày 4 tháng 1 này Pháp Hòa sẽ nói chuyện. Tại vì tối thứ bảy bên này là bên đó trưa chủ nhật, thì các anh chị đó được nghỉ làm và có thể nghe Pháp. Và mình phải download một cái program đó vô trong cái máy, rồi mình nói chuyện giảng cho quý vị đó nghe. Thì Pháp Hòa có nói rằng ở trong cái khổ, nhưng mà từ cái khổ đó chúng ta đã giác ngộ được cuộc đời là vậy, và chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta vượt khổ. Thì quý vị biết không, nếu mà các anh chị đó không có khổ thì có thể chưa chắc là đã tỉnh ngộ. Cho nên con người của mình á, sở dĩ mà chúng ta đi lên cái con đường cao đẹp là tại vì chúng ta đã va chạm vào cái vị đắng, cái khổ. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng thế. Ngài là một con người đã trải qua nhiều kiếp ở trong cái cảnh vui khổ của thế gian này, cho một ngày nào đó Ngài đã thẩm thấu và Ngài quyết định Ngài vượt lên. Để làm sao? Đời thì vẫn có buồn vui khổ lụy, nhưng tâm của mình thì không còn khổ lụy. Cho nên hai cái chữ Như Lai là vậy đó. Như là lòng bất biến, còn Lai là thế gian này nó cứ đến đi. Chữ Lai là đến và đi. Cuộc đời này đến đi, buồn vui được mất, thương ghét, nó cứ đến đều như vậy trong mỗi ngày. Còn lòng chúng ta thì bất biến, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dòng đời thì vạn biến cho nên gọi là Lai, còn tâm bất biến là Như. Cho nên mỗi ngày chúng ta tụng Như Lai, lạy Như Lai là lạy cái đó đó, lạy cái tâm bất biến của chúng ta, và cầu làm sao, nguyện làm sao cho lòng mình bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cái câu đầu chúng ta lệ: nhất tâm đảnh lễ, a tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm. Từ cái khổ đó chúng ta vượt lên được. Có những anh chị bên đó khổ quá. Và quý vị biết bây giờ bên đó có một vị Phật tử đã phát tâm mướn một cái nhà, một cái phòng rất là nhỏ, rồi trưng bày một vài cái hình Phật lên để rồi làm cái điểm cho các anh chị em người Việt Nam, nếu có phương tiện mua lễ Phật thì đi đến lễ.
Tại vì ở bên Hàn Quốc có những ngôi chùa người ta tụng tiếng Đại Hàn, người ta lạy theo kiểu Đại Hàn, mình chưa có quen, mình không biết. Thì các vị đó muốn làm một cái chỗ để mình có thể tụng kinh bằng tiếng Việt, niệm Phật tiếng Việt và là nghi lễ theo cái cách của mình đã quen. Ngày hôm qua Pháp Hòa vào trong cái diễn đàn, Pháp Hòa nói chuyện như vậy đó, thì có khoảng 46, 47 người Phật tử, người Việt online như vậy. Và các vị đó phần lớn là từ 30 mấy tuổi trở xuống thôi, không có lớn hơn. Rồi chị nào lớn nhất thì làm chị cả, rồi liên lạc với các chị em. Mà thật sự mỗi người ở mỗi phương hết, không có ai gặp nhau được trong cái ngày đó. Nhưng mà ở nhà mở máy lên và Pháp Hòa nói 1 phút thì Pháp Hòa nhả cái thâu đó ra thì bên kia nhận được. Cứ nói 1 phút thì vì cái loại đó nó chỉ cho mình thu thanh mình 1 phút thôi, rồi mình buông ra thì cái đó nó tự động nó nhảy qua bên cái máy và mọi người có thể mở ra nghe liên tục như vậy. Và các anh em đã đặt những câu hỏi muốn biết về Phật pháp vân vân, thì cái đó là một hình thức A Tỳ Ngục Tốt, sơ phát thiện tâm. Từ trong cảnh khổ mà chúng ta phát tâm. Thí dụ như mình đã từng ở trong cảnh nghèo, chứ bây giờ mình vượt được cái nghèo đó rồi thì mình nói làm sao? Ráng đi làm kiếm tiền giúp đỡ cho những người nghèo khác. Nếu mình không chưa bao giờ mình nghèo thì mình sống không bao giờ mình hiểu được cái cảnh của người nghèo, cái nỗi lòng của người nghèo. Cho nên mình đã từng nghèo, cho nên bây giờ mình biết thương người nghèo, biết giúp người nghèo. Một hình thức đó gọi là ở trong cảnh khổ mà vượt ra. A Tỳ Ngục Tốt, sơ phát thiện tâm. Câu thứ hai mà chúng ta lễ đó: tăng kỳ quả mãn, bách kiếp nhân viên. Trải qua vô lượng vô số kiếp, cái đạo quả mình mà viên thành. Thí dụ mình làm một cái việc gì không phải một lần mà nó xong đâu, nó phải nhiều lần lắm mới được. Cho nên mình tu á, ba trầy ba trật đừng có buồn. Nói trời ơi sao con tu tụng kinh hoài mà tâm tôi vẫn còn loạn. Tụng hoài là đối với mình thôi. Hỏi hoài là ăn nhiêu, hoài là ăn tuần tiếng. Tụng hoài đó. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, 1 tuần mình tụng kinh 1 ngày, mà mình sống ở ngoài, mình đã va chạm với đời, với hơn thua tranh chấp bao nhiêu tiếng 1 ngày. Thành thử ra phải luyện dữ lắm thì nó mới thuần được. Cho nên nếu mình tu mà mình có ba trầy ba trật á, bốn giuộc năm tuột gì đó, thì cứ việc mà tiến tới mà tu thôi. Có nhiều người nói sao mà tụng chắc tôi không có căn không có duyên á, tôi ăn chay sao nó mau đói quá à? Phải không? Cái đó là mình đừng có nghĩ như vậy, tại vì mình chưa có quen, mình chưa có thuần, ăn riết cái nó bình thường trở lại. Tụng kinh cũng vậy, mới đầu mình ngồi xếp bằng không có quen, cứ ngồi đi, ngày nào cũng ngồi 1 tiếng ngồi tụng kinh vậy đó. Nhưng mà trong khi bị gì, nếu mình ngồi im thiện lát có thể mình bị cái đau nó làm khó mình. Nhưng mình tụng kinh cũng ngồi vậy, nhưng mà tụng kinh thì cái tâm mình nó duyên vào kinh, cái nó quên cái đau ở cái chân. Không, cứ thuần thục như vậy riết cái tự nhiên nó quen. Cho nên mình tu á là phải có một cái trì chí. Cho nên trong Phật giáo mình có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Chữ đại có nghĩa là lớn, nhưng mà đại còn có nghĩa là vô ngại. Vì vô ngại mới lớn được, còn ngại thì nó tiểu. Vô ngại gọi đại. Thế chí là có cái chí nguyện kiên cường rộng lớn. Và trong kinh diễn tả đó, mỗi một lần Bồ Tát Đại Thế Chí mà bước đi một cái trời đất rung chuyển. Mình nói ủa sao kỳ vậy? Trong Phật giáo dạy phải đi nhẹ nhàng, mà ông Bồ Tát này ông đi gì mà ông đi rầm rầm chịu gì nổi, phải không? Thì cái chữ rung chuyển này là gì? Mỗi một cái tâm niệm khởi lên của mình đó, nó làm rung chuyển cả trời đó. Mỗi một cái việc lành của mình làm nó làm rung chuyển. Pháp Hòa ví dụ như có một cái người đó họ trúng số hàng mấy trăm triệu, họ đem họ làm từ thiện hết. Mình nghe như vậy xong mình rung chuyển không? Trời đất ơi, một cái người làm một cái việc đại thí chủ như vậy rung chuyển.
Cho nên trong cuộc đời của mình nó có những người người ta làm mình nhìn mình hết hồn, rung chuyển con mắt. Có những người mình làm cái đó mình rung chuyển cái tai. Cho nên trong kinh nói trời đất rung chuyển 6 lần. 6 lần đó là nhờ mình nghe những cái điều gì đó, mình thấy những cái điều gì đó làm cho tâm can, mắt, tai, mũi, miệng của mình nó rung chuyển. Cho cái câu thứ nhì mình lễ Phật á, nhất tâm đảnh lễ A Tăng Kỳ Vô Lượng, gọi là tăng kỳ quả mãn bách kiếp nhân viên, phải trăm ngày ngàn cái kiếp như vậy đó thì cái nhân duyên của mình nó mới viên tròn được. Bây giờ mình cứ gieo đi, mình cứ gieo, tu một đời cũng thành, đời khác nó cũng thành à. Cũng giống như quý vị mà trì chí làm một cái việc gì vậy đó, mình cắm bình hoa hôm nay không đẹp phải không, để ý mai cắm lại đẹp hơn. Mình nấu cái món ăn này không ngon không, ngày mai mình giảm nó một chút, mình tăng gì một chút, lòng riết cho nó ngon. Cái đó là một ngày nào đó cái gì mà chúng ta gieo đó nó viên thành. Cho nên đừng có ngại phải gieo một hạt giống lành vào tâm của mình. Thí dụ như Pháp Hòa dạy cho mấy em nhỏ đó, đứa nào nhỏ quá cái Pháp Hòa nói giờ con đi ngủ con niệm 3 câu thôi, 3 câu thôi, Nam Mô Di Đà Phật 3 lần rồi con đi ngủ. Thì quý vị thấy một ngày mà nó gieo duyên 3 câu nó vẫn đỡ hơn là cả ngày nó không nhớ câu nào hết. Rồi giờ Phật tử mình cũng vậy. Cho nên ví dụ như bây giờ á, mình không có thời gian, bận đến mức độ không có thời gian, nhưng mà mình cứ nghĩ đi, không lẽ không có thời gian thở sao? Có nhiều người nói trời làm không kịp thở, không dám đâu, còn thở hơn ra nữa, không thở chết ngắt còn gì, nhờ thở mới làm dữ dội vậy đó. Cho nên thở dữ lắm mà làm không kịp thở không à. Không, thành thử ra có nhiều lúc mình cứ nghĩ mình nhịn ăn nhịn được mà không thể nhịn khác, nhịn khác nhịn được mà không thể nhịn thở, phải không? Thành thử 3 cái nhịn, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn thở. Thì mình cũng vậy à, mình phải làm, phải học, phải tu. Làm cũng giống như ăn, học thì như uống nước, mà tu thì như thở. Thành thử ra mình có thể nhịn ăn nhưng mà không thể nhịn uống. Rồi bây giờ so ra nhịn uống có thể tạm được mà không thể nhịn thở. Có thể mình có thể nhịn uống ngày mà không thể nhịn thở quá mấy phút, chết ngắt còn gì. Thành thử ra phải trì chí, đại thế chí. Cho mình bên này Đức Di Đà đứng giữa, một bên Đức Quan Âm, một bên Đức Thế Chí. Thế Chí là người có cái năng lực vĩ đại, vô ngại, vượt hết tất cả. Cho nên vì vượt được tất cả cho nên có những việc làm không bất khả tư nghị. Cho nên trên tay Bồ Tát Thế Chí cầm một cành sen. Khi mình vượt ra được tất cả rồi thì mình vững chãi và mình vượt ra như một loài hoa vượt bùn vậy. Cái đảnh lễ thứ ba là nhất tâm đảnh lễ nhất sanh bổ xứ hiện trú đâu xuất. Một đời nữa thì là sẽ thành Phật, hiện ở cõi trời đâu xuất. Trời đâu xuất là một cái từng trời mà cho các vị Bồ Tát thường trụ ở đó, và các vị nào sắp sửa xuống cõi đời này thì các ngài ở cõi đó. Đâu xuất á, ở cõi trời đâu xuất nó có 2 cái viện, một cái là nội viện, cái gọi là ngoại viện. Nội viện thì ngày nào cũng được nghe pháp tu thôi, ngoại viện thì đi chơi hơi nhiều. Bây giờ mình nói ví dụ như ở cái quốc gia Canada mình cũng hai viện, ở chùa kêu nội viện mà ở ngoài kêu ngoại viện. Vô trong này rồi có đói, có muốn ăn gì thì cũng tàu hũ mì căn, không có ăn khác. Rồi có muốn đọc gì đi nữa thì không có chuyện tình cảm gì nữa hết, toàn là kinh sách không à. Trên nội viện dễ tu mà ngoại viện thì hơi la cà một chút à. Rồi giờ mình về nhà mình cũng là ngoại với nội nè, vô nhà mình thì dễ ở, dễ sống hơn, ra ngoài rồi lăng xăng dữ lắm. Thì đó, rồi cuộc đời của mình, rồi cũng bây giờ ngược lại trong nội tâm mình cũng có cái đau xuất đây nè. Người nào mà luôn xoay lại sống với cái nội tâm thì nó đỡ hơn. Còn người nào mà sống mà luôn luôn cứ phóng ra ngoài, hơn thua với người ta, tranh giành với người ta, phiền lắm. Ví dụ bây giờ mình muốn có cái nhà ở, phải nhìn lại bản thân, khả năng mình nhiều, cái tự nhiên nó yên. Cái khả năng mua được cái nhà nhiêu đó yên, mà mình cứ nhìn nhà người ta 500 ngàn thôi, ráng kiếm tiền
mua cái nhà 500 ngàn ở dưng, kêu là mình thường hay nói để tôi mua cái nhà ngang bằng để ở với người ta. Đúng không? Mình hay nói câu gì ở với người ta có nghĩa là mình không có ở với bản thân mình. Tức là mình luôn luôn mình so người ta, mình kiếm với người ta, mình so sánh. Nói trời ơi người ta mặc đồ đẹp quá, anh không mặc đồ đẹp với người ta. Đúng không? Mình hay nói vậy đó. Tức là mình cứ lấy cái người ta mà người ta so với mình. Mình cứ sống với người ta, ăn với người ta, mặc với người ta mà không có ai ăn mặc với mình hết. Đó, cho nên mình không có cái đâu xuất nội viện. Mình phải làm sao mình có được cái nội viện. Cho nên cái tuần cái kỳ trước và về và nói cái bài phản quang tự kỷ đó, là phải lấy cái ánh sáng phản chiếu lại mình. Cái đó mới quan trọng. Cho nên trong đó có một câu là nhất niệm viên quang tội tánh không. Con người mình tội nó có hai phần, một là tánh tội, hai là tướng tội. Ví dụ thấy cái ly đẹp quá khởi tâm muốn lấy, đó là tánh tội. Rồi thò tay lấy gọi là tướng tội. Nó có cái hình tướng rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi á, mình chưa tới hành động mà tâm đã khởi. Phải không? Nhưng mà nếu đi tới hành động thì tội complete, tội 100%. Còn mới khởi trong lòng đó, chưa đi tới hành động tội 50%. Phải không? Thì cái mà khởi niệm gọi là tánh tội. Hành động gọi là tướng tội. Mà chỉ cần luôn luôn sống với cái chánh niệm thì cái tánh tội nó cũng không khởi. Nhưng mà lỡ nó có khởi đi nữa, nó đỡ hơn là đi tới hành động. Nghe nhiều khi mình nói trời ơi, nhìn mặt thấy ghét không? Nhìn cũng muốn đục. Muốn thôi, tánh tội. Nhưng mà cung tay là đục nó một cái. Tướng tội. Ủ tờ. Quý vị có biết tiếng Tiều không? Ủ tờ là ở tù á. Gọi là Đức Phật ở Nhất Sanh Bổ Xứ. Rồi cái câu thứ tư mình lễ Phật nè. Nhất tâm đảnh lễ ta bà hóa độ ứng hiện sanh thân. Mình đảnh lễ Đức Phật là một người đi vào cõi đời này, gọi là cõi ta bà, và ứng hiện cái thân giống như chúng sanh của mình, sanh một cái thân giống như con người mình. Ta bà là gì? Ta bà là cõi này nè, cõi chúng ta đang sống gọi là cõi ta bà nè. Nhưng mà cái cõi này chữ ta bà dịch nghĩa là gì? Là kham nhẫn. Ai muốn sống cõi này là phải có cái tâm kham nhẫn. Quý vị biết không, đi làm chứ chưa chắc là mình đi làm mà yên thôi nha. Giữ xe nó cũng có khổ của giữ xe. Mà lỡ người ta đi vô, người ta đậu xe mới 2 phút, người ta đi ra cái ticket nó chạc 3 đồng, 4 đồng, ra ra ta cũng chửi mình nữa. Mà mình đâu có phải đặt cái lực đó đâu, mình chỉ là người làm thôi. Nhưng mà người ta ra mà người ta 2 phút mà người ta chửi mình thì cũng phải chịu chứ, giờ sao giờ. Thôi kệ, chịu đấm ăn xôi, kêu kham nhẫn. Chứ cuộc đời này á, cuộc sống này không có cái gì mà chúng ta sống mà không có cái kham nhẫn hết á. Không? Mình à, lùn người ta chê, cao người ta cũng chê, phải không? Nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng nói thôi kệ đi. Thấy không? Đẹp thì chê xấu, cao chê cao quá. Gọi là lùn thì có mập, thì tròn, thì béo gì đó, người ta cũng có cách người ta nói hết trơn á. Không, thành thử ra thôi thì cõi đời này cõi kham nhẫn. Và chúng ta phải làm sao hiện sanh được ứng vào cái thân ở cõi đời này để cùng với tất cả mọi người, nó giống vậy. Thì hôm qua Pháp Hòa có nói với các vị bên Hàn Quốc á, thì các anh chị phải thấy rằng mình sống trong cái cảnh khổ, nhưng mà cũng may phước là mình còn được một chút phước duyên, mình còn được gặp Phật Pháp. Và thí dụ trong cảnh khổ mà ít ra thời đại máy móc nó tối tân, mình mới có thể vận dụng thần thông mà gặp nhau qua những cái chuyện như vậy nè. Chứ nếu mà mình khổ ở cái chỗ mà nó hóc bà tó, nó không có điện, nó không có nước, nó không có những cái tối tân, thì mình cũng không có ai cứu khổ cho mình hết. Cho nên nhờ các vị khổ, trong cảnh khổ mà mình cũng còn chút gì đó để mình có thể mình vươn lên được, mình sống, thì mình thấy đỡ lắm. Và trong cái khổ này mình vẫn làm ra được chút ít tiền của để mình gửi về mình giúp cho người thân mình, thì coi như là cũng đỡ rồi. Và đồng thời ngay cả những người đang sống ở đất nước Canada, Hoa Kỳ cũng vậy thôi. Mình tưởng đâu mình ở đây mình không khổ hả? Mà nếu mà cho tận cùng mình giải thích đi nữa hả? Mình sống mà càng gọi là văn minh tân tiến chừng nào mình càng khổ chừng đó. Hồi đó mình có chiếc xe,
mùa đông thì phải đi ra quét tuyết, rồi cũng phải đi vô trong xe ngồi rồi đề máy xe, rồi sau phải làm hai cái chìa khóa xe, một cái đề xe, một cái lấy ra khóa lại để người ta vô người ta ăn cắp xe. Rồi bây giờ cái người ta chế nó hay hơn nữa, ngồi trong nhà bấm cái bụp cái ngoài kia nó đề xe đó. Nhưng mà rồi cũng phải còn cái chuyện cuối cùng nữa là cái gì? Đi ra quét tuyết. Thấy không? Cho nên không có cái gì mà nó hoàn toàn hết. Mà nếu bây giờ cái gì cũng máy móc hết thì con người sẽ thất nghiệp. Cho nên cái nào cũng vậy hết. Nó đều có cái mặt trái của nó. Hồi xưa mình đi đậu xe phải có người ngồi lấy tiền, thì người ta sẽ mướn cái người đó vô, người ta có việc làm. Bây giờ cái gì cũng máy móc hết, mình có cái tí giấy đậu xe mình để vô cái máy, cái nó báo cho anh biết bao nhiêu tiền mình trả, cái máy nó làm, cái người khỏi làm. Vậy thì nó tiện ở cái mặt này, nhưng mà nó bất tiện là con người không có việc. Đó, cho nên phải thấy cái điểm đó để rồi chúng ta cái gì cũng được hết á. Thấy không? Ví dụ như bây giờ á, trời ơi tuyết nhiều quá, mình than nhưng mà người đi xúc tuyết ta khoái. Người ta có việc người ta làm. Đó, ví dụ vậy đó. Cho nên cái gì nó cũng có cái bù trừ của nó. Cho nên mình không có cái gì sống mà mình nhẹ nhàng được tất cả các cái duyên, thì cái đó gọi là mình ứng hiện sanh thân. Mình đứng ở cõi nào cũng được hết. Như ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mùa đông về, trời mấy chục năm trước trời về là mình thấy thường lắm. Rồi giờ mình ấm riết nó quen rồi, bữa nào mà về cái mình rên nè. Mình nói trời ơi ước gì chừng mười mấy độ. Mình muốn cái trung đạo mà. Cho nên mình phải nhớ là mình ứng sanh ở cõi đời nào, mình ứng ở đây, sống ở quốc độ này thì phải chịu cái lạnh. Rồi giờ mình nhảy vọt qua bên trên Vancouver mình ở, cái phải chịu cái mưa. Đó, thì cái đầu cũng nó có cái của nó. Ta bà hóa độ, ở cõi đời kham nhẫn thì cứ hiện cái thân gì mình ở trong cõi đó mà chịu thôi. Chịu mà không khổ, thầy biết đó. Nhất tâm nảnh lễ, đâu xuất gián trần, ma gia ứng mộng. Cái này là lịch sử của Phật. Khi mà bà ma gia, tức là mẹ Phật, nằm chiêm bao, thấy một con voi trắng sáu ngà. Con voi sáu ngà, trên cái vòi của con voi nó quấn một cái cành hoa quệ, hoa huệ màu trắng, đi vào trong bụng của bà, thì bà thọ thai. Thì đó là một cái truyền thuyết, nhưng mà nó mang lên cái ý nghĩa. Con voi là tượng trưng cho một loài thú dũng mãnh đánh giặc. Thường thường ngày xưa người ta đánh giặc, người ta không có dùng xe tăng, phải không? Mà người ta dùng tượng binh. Binh chủng nó có mấy loại đó: bộ binh, mã binh, xa binh và tượng binh. Tượng binh tức là những người binh lính mà cởi voi. Vì con voi nó có thể nó lướt những cái làn tên mũi đạn. Thì con voi là tượng trưng cho một cái người có sức mạnh. Voi trắng là voi trắng. Và trong cái con voi đó nó có 6 cái ngà, thường voi thì chỉ có 2 ngà thôi, con voi này nó 6 ngà. 6 ngà là tượng trưng cho lục độ. Bồ Tát muốn đi vào đời độ thì phải ứng dụng đủ 6 điều. Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, 6 thứ lục độ để mà giúp người. Người nào nghèo khổ bố thí cho người ta tiền của. Có nhiều người ta không có cần tiền của, người ta cần lời khuyên pháp thí, ta cần lời khuyên lời an ủi pháp thí. Có những người người ta không có khổ gì hết, người ta chỉ cần mình hướng dẫn cho người ta tu, thì mình trì giới, dạy người ta trì giới. Cái người đó không cần gì hết, chỗ có cái tánh nóng mà, dạy người ta nhẫn nhục. Người đó tâm loạn quá, dạy người ta thiền định. Người đó si mê, không có biết gì hết, dạy cho ta có trí tuệ. Cho nên Bồ Tát mình có đủ 6 cái thần thông, 6 cái độ. Độ đây là giúp đỡ cho người ta qua được cái khôn khổ. Hoa huệ là tượng trưng cho một loài hoa thoát tục. Rồi sau đó rồi mình mới đảnh lễ Đức Phật, hoàng cung thác chất hiện trú thai tạng. Sống ở trong hoàng cung, sanh trong hoàng cung. Vô ưu thọ hạ thị hiện đản sanh,
Đức Phật sanh dưới gốc cây vô ưu. Vô ưu là mình dịch ra tiếng Hoa đó, chứ thì nguyên cái tiếng Phạn nó là Asoka. Asoka thì người Trung Hoa dịch là vô ưu, nghĩa là cái cây không có sầu khổ. Đức Phật sanh ở dưới gốc cây đó. Bởi vì Hoàng hậu Maya theo cái lệ Ấn Độ đó, là một người nữ khi có mang sắp sửa tới ngày sinh thì không được ở nhà chồng, phải đi về nhà mẹ ruột mà sinh. Thì Hoàng hậu Maya trên đường trở về nhà của gia đình mình thì bà mệt, bà dừng lại ở cái vườn Lâm Tỳ Ni đó. Và trong cái vườn đó có một cái cây rất là đẹp và cái hoa rất thơm nở. Thì cây hoa đó gọi là hoa vô ưu. Thì bà thấy cái cành hoa đó, bà đến đó, bà định lấy tay bà hái cái hoa đó. Thì ngay trong lúc đó bà chuyển bụng và bà sanh thái tử dưới gốc cây vô ưu. Hay không? Vua mà ông sanh trong hoàng cung, mà vua sanh ngoài rừng, ngoài rừng vậy đó. Rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Sanh ở dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, rồi mai mốt tịch dưới gốc cây luôn. Pháp Hòa có nói một cái bài Đức Phật với thiên nhiên. Một vị thái tử mà không có sanh, không ở hoàng cung, tu hành không ở trong hoàng cung, mà rồi lúc mất cũng không ở trong nhà, ra rừng không, kết nạp với thiên nhiên. Vô thọ hạ thì hiện đảng sanh. Ngày mấy? Ngày mấy? Rằm tháng 4 hoặc là mùng 8 tháng 4. Nhớ mấy ngày này, cho nên đảnh lễ mấy ngày này xong cái mình nhớ luôn ngày sanh của Phật, ngày lịch sử của Phật. Sau khi mà sanh ra xong rồi gì biết không? Hiện thọ dục lạc yếm ác vô thường. Ngài sống ở trong cái cảnh hoàng cung, ngài thọ hưởng những cái vui thú, hiện thọ dục lạc. Nhưng mà trong cái vui thú đó, ngài lại có một cái gì đó, cái tâm ngài nó chán chường cho cái cảnh sống vô thường đó. Chữ yếm này là gì? Là chán, chán bỏ. Giống như mình nói trời, cái anh sống yếm thế lắm, tức là chán, chán đời lắm. Nếu dịch ra tiếng Việt là chán đời, thì chữ yếm thế là chán đời. Đức Phật sống ở trong hoàng cung có đầy đủ, nhưng mà ngài thấy chán lắm. Tại sao vậy? Tại vì ngài mới thấy cái người cung phi đó đó đẹp dữ lắm, son phấn rất đẹp, mà đứng ra nhảy múa một hồi thì mồ hôi nhễ nhại và son phấn bắt đầu nó lem luốc ra. Có nhiều người đã đi tu nhờ thấy những cái cảnh đó. Một hôm đó ngài xin vua cha đi ra ngoài hoàng cung để vui chơi, cho nên gọi là trong này có đảnh lễ này: nhất tâm đảnh lễ du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử, dạo chơi bốn cửa thành, gọi là đi du quán tứ môn, thấy sanh già bệnh chết chán quá. Ngài gặp cái người già đó, ngài hỏi cái người hầu: cái ông đó là ai vậy, sao mà run rẩy dữ vậy? Sa Nạc nói: dạ thưa, đây là người già. Già hả? Già là sao? Nói: già là người hết xíu quách, người không có còn sức gì đứng run rẩy gì. Hỏi rồi có mình ông đó già hay rồi ai có già nữa không? Nói: già không, thái tử rồi cũng sẽ già. Mình nói: trời, ông thái tử gì mà ông lạ gì, già mà cũng không biết nữa. Rồi lát đi tới cái người kia, thấy người kia nằm run lạnh lùng vậy đó. Hỏi: đó là cái gì vậy? Nói: dạ người bệnh. Dạ bệnh là ông khỏe. Rồi con mình ông đó bệnh? Nói: dạ không, ai rồi cũng bệnh. Làm gì mà không bệnh? Thái tử sống trong cung mấy chục năm, mặc dù ăn đồ bổ nhiều nhưng mà không là không bệnh, ít nhất cũng sổ mũi cảm lạnh chứ. Nhưng mà tại sao thái tử lại hỏi cái đó? Tại vì thái tử muốn khai thị cho tất cả chúng ta, chứ không phải thái tử không biết. Mình cũng bệnh mà đôi khi mình quên bệnh. Cho nên thái tử hỏi: bộ con mình ông này bệnh à? Rồi ai bệnh đó? Dạ ai cũng phải bệnh, ai cũng phải già. Rồi cái đi tới một hồi thì gặp cái ông kia nằm ngay đơ, cứ ngắt ra so với hai ông kia khác xa. Rồi cái ông đó là ai vậy, mà sao người hay là cái cục đá? Nói: dạ không, người đó. Mà sao người vậy đó? Kêu người chết.
Chết là sao? Dạ chết là tắt thở ngay đời. Mình ông chết thì ai cũng chết nữa. Dạ ai cũng chết. Thái tử rồi cũng chết. Cho nên mình cứ nghĩ là mình giàu sang, mình mạnh khỏe. Không phải, nhiều khi mình quên. Khỏe quá cái mình quên là mình cũng bệnh, mình cũng già. Không, nhiều khi ai gặp mình cũng nói trời ơi trẻ quá, cái mình quên. Nhưng mà thật sự có một ngày nào đó người đó sẽ khai thị cho mình biết, lúc này thầy nhìn già rồi nghe. Lâu lâu phải có người khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Thị là chỉ. Có đôi khi thỉnh thoảng phải có một người khai thị cho mình, mở và chỉ cho mình. Giống như mình mở cửa kho ra chỉ. Mở cửa kho ra đây, lon này nước dừa, lon kia cái gì đó. Khai là mở, thị là chỉ. Khai lòng mình và chỉ cho mình thấy rõ, đó là khai thị. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đi dạo bốn cửa thành và khai thị cho mình, chứ không phải ngài không biết. Mà sự thật là vậy. Ngài làm gì mà ngài, thí dụ bây giờ cho dù giàu có cỡ nào đi nữa, không lẽ suốt mấy chục năm đó ngài chưa bao giờ ngài bệnh sao? Mà ngài không biết bệnh là cái gì mà phải hỏi. Rõ ràng là một sự khai thị. Du quán tứ môn, yếm ác vô thường. Rồi du quán tứ môn, yếm lão bệnh tử. Đi dạo bốn cửa thành thấy bốn. Nhất tâm đảnh lễ, bán dạ du thành, xuất gia học đạo. Một ngày nào đó, có một ngày nửa đêm, bán dạ là nửa đêm, ngài vượt thành và ngài đã đi xuất gia để mà tìm đạo. Cái đêm đó ngài gọi Sa Nặc, nửa đêm ngài gọi người hầu Sa Nặc lấy ngựa kiền trắc vượt khỏi thành. Sa Nặc đang ngủ, Sa Nặc mới hỏi: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này thái tử định đi đâu? Thì thái tử trả lời: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Tại sao Đức Phật không đi tu ở cái giờ khác mà lại đi nửa đêm? Tại vì ban đêm là tượng trưng cho tối tâm mù mịt. Từ trong cái chỗ tối tâm mù mịt mà cái chí nguyện vượt khỏi nó. Hay lắm. Không đi tu vào cái giờ khác mà đi tu vào cái tối tâm mù mịt. Còn Đức Phật đản sanh, không đản sanh ở mùa đông giá rét, mà đản sanh ở mùa xuân. Mùa xuân, mùa xuân là mùa khởi sắc. Cho nên mỗi ngày chúng ta ngủ dậy, đó là ngày chúng ta đản sinh. Mừng quá, tôi còn một ngày để sống. Bây giờ tôi là một đóa hoa vừa mới nở một ngày mới, cho nên tôi sẽ sống trọn một ngày này. Mình sống mỗi ngày là tính mỗi ngày, chứ không có tính năm, tính tháng gì hết á. Cho nên Pháp Hòa thường, gần đây Pháp Hòa nói với đại chúng, Pháp Hòa hay ngồi thiền và quán chiếu vậy đó. Cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Mình hay đặt câu hỏi: ô tôi muốn ngày mai tôi làm cái kia. Nhưng chưa chắc mình có ngày mai. Bây giờ giữa cái chết với cái ngày mai mà nó gần bên đó, nó ngày mai mà lo gì? Vì cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Đặt cái câu đó để mình quán chiếu. Và khi mình quán chiếu rồi, mình sẽ sống như thế nào giữa cái chết với cái ngày mai. Bán dạ du thành, xuất gia tầm đạo, nửa đêm vượt thành. Không đi tu ở cái mùa, cái giờ phút khác mà phải nửa đêm. Cho nên Sa Nặc đặt câu hỏi: thái tử ơi, trời tối quá, tại sao mình phải đi? Chính vì tối và chúng sanh đang ngủ. Người ta đang ngủ thì mình phải thức. Cho nên ở trong nhà chùa, cái giờ mà người ta ngủ ngon nhất trong nhà chùa bác thức, khổ vậy. 3 giờ sáng ngủ ngon lành vậy, gõ beng 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 vậy, đập cửa râm râm vậy. Giờ người ta ngủ mình phải thức. Người ta mê mình phải tỉnh. Bán dạ du thành, xuất gia học đạo. Quý vị biết ngày đó ngày mấy không? Mùng 8 tháng 2. Nhớ nha, ngày Phật xuất gia là mùng 8 tháng 2. Ở bên cạnh dòng sông Anoma.
Phật á, sanh ở dưới gốc cây vô ưu vườn Lâm Tỳ Ni, xuất gia ở dòng sông Anoma. Thanh sơn đoạn phát phỏng đạo tầm sư, cắt bỏ tóc xanh, tìm thầy học đạo, phỏng đạo tầm sư. Tu là mình phải tầm sư học đạo, mình tu phải có thầy. Nhưng mà rồi Ngài cũng đi tìm thầy thời gian, rồi Ngài thấy rằng những ông thầy đều dạy Ngài nhưng mà chưa tới. Mà Ngài tự Ngài đi giác ngộ, đi tìm một cái con đường. Sau khi mà 6 năm khổ hạnh, gọi là lục niên khổ hạnh, gọi là tuyết lãnh tu hành lục niên khổ hạnh, ở trong núi tuyết ngồi thiền 6 năm khổ hạnh, ăn mè, ăn thóc gì đó, Ngài ít thôi, ăn riết còn da bọc xương. Mà trong kinh diễn tả đó, lấy cái ngón tay mà đụng cái xương sườn ở trước, nó đụng tới cái xương ở đằng sau. Có nghĩa là ốm đến mức độ như vậy. Cuối cùng Ngài xỉu, Ngài thấy đâu có, Ngài thấy cái cách này. Có một cái khi mà Ngài xỉu thì có một cái đàn người đi ngang, đàn hát đó, đi ngang, căng dây đàn lên, vừa căng lên, đàn cái bực đứt dây, thay dây mới, đùng cái sợi dây, đánh không kêu, chỉnh cái sợi dây vừa chừng, đàn kêu, Ngài tỉnh ngộ. Nếu mà mình tự mình căng thẳng cái sự đời sống của mình quá là xa hoa thì giống như dây đàn mà nó căng quá đứt. Mà nếu mà mình lỏng cái dây quá, kiểu giống như mình khổ hạnh quá, thì bệnh tật cũng không tu được, cũng giống như dây đàn mà lỏng quá nó không đánh, nó không phát tiếng. Mà dây đàn chỉnh vừa chừng thì tiếng kêu nó hay. Ngài ngộ ra cái đạo lý đó. Mình tu là phải trung đạo, đói thì mình ăn. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ, khỏe thì tu. Mình không có khỏe thân thì làm sao mình tu tâm được. Tuyết lãnh tu hành, lục niên khổ hạnh, bồ đề thọ hạ, hàng phục ma quân. Dưới một cái cây đó tên là cây Pippala. Ngài ngồi thiền và Ngài đã giác ngộ. Và cái quả giác ngộ của Ngài gọi là quả bồ đề. Cho nên cái cây đó mình đổi tên. Hồi trưa đó là cây Pippala. Mình âm là Tất Bát La. Nhưng mà vì nó đã được Đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây đó thành đạo, và đạo của Ngài thành, chúng ta gọi là giác ngộ. Cái sự thành đạo của Ngài chúng ta gọi là giác ngộ. Cho nên chúng ta đổi tên cái cây đó luôn, chúng ta gọi là cây giác ngộ, gọi là cây bồ đề. Chứ thật ra cái tên nó không phải là cây bồ đề, nó là cây Tất Bát La, hàng phục ma quân. Trong sử kể là đêm đó Ngài ngồi thiền, vào cái đêm cuối cùng có ba đạo quân của ma nó tới. Ma tham, ma sân, ma si nó xuất hiện. Vậy cho nên mình tu á, không có phải ma cỏ nào bên ngoài hết á. Thí dụ như cái người đó, người ta nói một câu khó nghe, cái mình nổi sân lên, cái mình nói bực cái mình nè, mình muốn tu mà nó cứ chọc mình hoài, nó không để mình tu. Không phải ai chọc ghẹo gì mình, tại vì mình sẵn có cái lửa sân, cho nên hễ cái gì nó trái con mắt mình, trái cái tai mình thì cái lửa này nó mới phật. Chứ còn bây giờ lửa trong này mà nó yên rồi thì ngoài kia nó có làm gì được mình, phải không nè? Thành thử ra cái ma nó không phải bên ngoài, mà tại vì mình có cái gốc ma cho nên cái kia nó nói. Thí dụ như bây giờ á, rượu, mình không có ghiền rượu cho nên giờ đi ngang quán rượu bình thường, có gì đâu. Cho nên tủ bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu có làm sai người, tại người sai rượu, phải không? Rượu bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó có làm, nó hoa nó đâu có khả năng gì nó làm mê. Nhưng mà tại vì mình mê hoa, tự mình mê. Hồi xưa Lữ Bố mà uống rượu sai cái điêu thuyền trách, Lữ Bố nói vậy đó. Tự bất túy, túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Cho nên mình nói là hàng phục ma quân, là mình phải làm sao hàng phục cái ma ở trong tâm mình, còn ma ngoài nó không sao hết. Cho nên Thái tử ngồi thiền rồi ma này ma kia nó xuất hiện.
Cho nên Phật trước khi thành đạo Ngài cũng gặp ma vậy. Mình cũng vậy đó. Khi nào gặp những cái đó nhớ. Đó ma đó, nó tới nó thử mình đó. Thấy không? Cái sân là ma, ma là ma sân. Mình nổi cơn. Đừng chỉ anh là ma. Không phải. Không phải. Lòng mình, tâm hồn, cái tâm của mình nó có tham, có sân, có si. Ma đó mình phục nó, hàng phục nó. Cho nên tại sao ngồi thiền mình để vậy nè. Hai cái bàn tay mình đan lại tượng trưng cho sự định tĩnh. Và đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn hàng ma, hàng phục tất cả những loạn động trong tâm mình qua cái hình thức để cái bàn tay như thế này. Và có nhiều người ta bắt ta để vậy nè. Đây là một cái ấn hàng ma, phải không? Để cho nó hàng phục tất cả các cái ma trong lòng mình. Cho nên ngồi thiền mình ngồi vậy đó, tượng trưng cho một cái sự hàng phục tất cả những cái loạn động trong tâm mình. Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo. Công viên quả mãn là sao? Thành tựu rồi. Đổ tinh là gì? Đổ là thấy. Tinh là sao mai. Sao á? Sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Ngày thành đạo ở buổi bình minh, rạng sáng. Sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Quý vị thấy hay không? Đi xuất gia thì nửa đêm khuya, mà thành đạo thì trời vừa rạng sáng. Cho nên mình ngồi mình nghiệm lại cuộc đời của Phật. Từ cái thời gian Đức Phật tu cho tới thành đạo rồi đản sanh, đều là mang những ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Cho mình phải vui mừng mình là được một người đệ tử của Thế Tôn, được sống trong giáo pháp của Ngài và được thấy những cái việc Ngài làm. Cho nên bây giờ mình có làm cái gì không có khoe à, tại vì mình chỉ nói góp theo Phật thôi. Và cái việc của mình làm là nó nhỏ lắm so với Phật. Thấy vậy đó. Rồi đó, bạch Đức Thế Tôn, con làm không có gì, con chỉ muốn phụng sự Tam Bảo thôi. Công viên quả mãn, đổ tinh thành đạo. Quý vị nhớ ngày này ngày mấy không? Ngày Phật thành đạo là mấy? Hôm nay nè. Hôm nay mình kỷ niệm Phật thành đạo ngày mấy? Mùng 8 tháng Chạp. Rồi giờ mình trải qua được mấy ngày rồi. Đản sinh mùng 8 tháng 4, xuất gia mùng 8 tháng 2, thành đạo mùng 8 tháng Chạp. Tứ thập ngũ niên thuyết pháp độ sanh, sau khi thành đạo rồi 45 năm thuyết pháp. Ở trong này lễ thiếu một câu, chứ nếu người ta lễ đủ nên ta thiếu, người ta thêm câu này nha. À, tại Lộc Giả Uyển sơ chuyển pháp luân, tại vườn Lộc Uyển lần đầu tiên chuyển bánh xe pháp. Rằm tháng 8. Sau khi thành đạo rồi, ngày sau này đọc sử thì các vị người ta tra cái thời gian Đức Phật đi từ ở Ga Gia rồi đến thì khoảng rằm tháng 8. Thuyết pháp 45 năm. Đức Phật thành đạo năm ngày 35 tuổi. Ngày đi xuất gia năm ngày 29 tuổi. Cộng 6 năm tầm sư học đạo, khổ hạnh chốn rừng già, cộng lại là 35 tuổi. Ngày thành đạo năm ngày 35 tuổi, cộng thêm 45 năm thuyết pháp. Vậy thì ngày mất năm ngày 80 tuổi. Cho nên gọi là tứ thập ngũ niên thuyết pháp độ sanh. Tứ thập ngũ niên thuyết pháp độ sanh. Hồi nhỏ lúc đó Pháp Hòa khoảng 16, 17 tuổi. Pháp Hòa đọc Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Thì trong đó Hòa thuộc được cái bài kệ mà Hòa Thượng ghi lại do Tổ Thiên Thai Trí Giả. Ngài chia 45 năm thuyết pháp của Đức Phật thành ra 5 thời kỳ. Và nếu chúng ta thuộc cái bài thơ này là chúng ta có thể hiểu được cái thời gian Đức Phật nói kinh 45 năm. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật là đầu tiên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Tam thất 3 tuần. 3 tuần 21 ngày. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày.
A Hàm thập nhị, thuyết kinh A Hàm 12 năm. Phương Đẳng Bát, kinh Phương Đẳng 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, nói kinh Bát Nhã 22 năm. Dễ sợ không? Nói kinh Bát Nhã 22 năm. Và kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn cộng lại 8 năm. Chia ra thời gian như vậy. Hơn 300 hội. Rồi cuối cùng, nhất tâm đảnh lễ tam thừa giáo bị hóa độ dĩ tất. Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Ba thừa là gì? Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tiểu thừa là giống như một cái xe nhỏ, trung thừa là xe vừa vừa, đại thừa là xe lớn. Thì bây giờ trong cuộc đời, trong cuộc Phật Pháp, các vị người ta tu, người ta chuyển Pháp, có nhiều người tự độ. Tự độ cho mình thì kêu tiểu thừa, tự lo cho mình thôi. Rồi tự mình đó giúp được một vài người là trung thừa, chở được nhiều người là đại thừa. Nhưng mà dù là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, cuối cùng cũng phải trở về một chỗ là nhất thừa, tức là thành Phật. Cái cổ xe lớn nhất là thành Phật, gọi là nhất thừa. Nhất tâm đảnh lễ Sa La Song Thọ thị hiện Niết Bàn. Ở cái rừng cây Sa La, Đức Phật thị hiện, đi vào sự viên tịch, mất. Kusinaga, ở Kautina. Ở cái đó, đó Đức Phật nằm giữa những cái cây. Và cây này gọi là cây Sa La. Nó là một loại của lông não. Nó là một loại của cây lông não. Cây cao, lá to, dài. Và khi Đức Phật nằm ở giữa những cái cây này đó, Ngài mất. Sau cái cây nó tách làm hai. Nó tách làm hai cho nên gọi là song thọ. Và một bên của nó, hoa nó héo, nó rụng xuống. Và cái hoa héo đó màu trắng nó rụng xuống. Thì nó làm như một cái con hạt á, hạt trắng vậy đó. Cho nên khi mà hoa héo mà rụng xuống, người ta gọi là hạt lâm. Hạt lâm có nghĩa là giống như là cái rừng con hạt vậy, nhưng mà thật sự nó là một loài hoa, nó héo, nó rụng xuống, màu trắng. Ngày Phật Niết Bàn là ngày mấy? Rằm tháng 2, giờ 4 ngày ha. Đản sinh mùng 8 tháng 4, xuất gia mùng 8 tháng 2, thành đạo mùng 8 tháng chạp, Niết Bàn rằm tháng 2, một năm có 4 ngày lễ của Đức Phật. Hôm nay Pháp Hòa trở về thăm đại chúng. Thì lâu nay chúng ta lễ cái này trong cái truyền thống. Thì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng là trong cái nghi lễ xưng tán Đức Thế Tôn, trong những dịp lễ kỷ niệm của Ngài, thì có nhiều chùa người ta là đảnh lễ theo cái này. Nhờ mà cái ý nghĩa thì có thể chúng ta chưa nắm hết. Hôm nay mình đem ra, mình ôn lại. Như là mình ôn lại cuộc đời của Phật. Và cái cuối cùng Pháp Hòa thưa đại chúng là trong những cái trường hợp sinh ra đời, đi xuất gia, thành đạo, niết bàn, thì thường dùng cái chữ là thị hiện. Thị hiện là sao? Thị hiện là hiện cái thân đó để mà chỉ bày cho chúng ta một vấn đề. Thí dụ như thị hiện đản sanh, có nghĩa là Đức Phật cũng sanh ra y chang như con người mình, để chỉ cho chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng không khác chúng ta. Cũng là một con người bình thường. Cũng là một con người bình thường. Chính cái bình thường đó mà Ngài vượt lên được những cái không bình thường. Ngài cũng có gia đình, cũng ăn, cũng uống bình thường như mình. Nhưng mà Ngài đã đưa cái tuệ giác của Ngài đến chỗ tột cùng, thì chúng ta không có nguyên do gì chúng ta phối thác, từ chối, con không chịu tu hết đó. Cho nên Phật xác định, tôi như quý vị mà tôi làm được, thì quý vị cũng như tôi, quý vị sẽ làm được. Cho nên Đức Phật tuyên bố, tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành. Không có khác. Rồi bây giờ nè, Ngài đến như chúng ta, thì Ngài đi thì sao? Cũng giống như chúng ta thôi. Cho nên Ngài cũng mất như mình vậy đó, 80 tuổi. Bây giờ vị nào mà sống hơn 80 tuổi là hơn Phật rồi nha. Không có gì buồn nữa phải không? Sống hơn 80 tuổi rồi là không có gì buồn nữa hết. Tại mình hơn Phật, Phật hồi xưa có 80 tuổi Phật mất à.
Không, bây giờ mình mà tới 81, 82, 83, 84 rồi thì có đi cũng không có gì phiền não nữa. Cho nên ngày nào mình sống được là sống hưởng lộc. Sống hưởng thêm cái lộc, sống cho vui vẻ, không có gì buồn hết á. À, có ăn thì ăn, mệt thì đi ngủ, khỏe ngồi niệm Phật chơi. Niệm Phật chơi thôi. Cứ niệm chơi thôi. Đói bụng ăn ba hột chơi. Uống thua bệnh phải không? Uống thuốc chơi. Mai mốt có chết, chết chơi. Chứ ngày người ta sống đi đến tự tại vậy, cho nên Đức Phật gọi là thị hiện. Hiện cái tướng đó để chỉ bài cho chúng ta. Cho nên Như Lai còn được định nghĩa sao? Đến như thế nào, đi như vậy. Đi đến đây như thế nào thì sẽ ra đi như vậy. Đến đây như mình cũng sanh trong bụng mẹ đi ra thì nửa cũng mất, cũng nằm ngay thẳng. Nhưng mà mình á, quý vị biết không, mình á, sống á, là mình nằm ngay, mình ngủ mình nằm ngay, mà Phật là luôn nằm nghiêng. Đó, quý vị thấy cái tượng mình để đây nè, trên bàn thờ nè, có cái tượng Phật nằm nghiêng bên đó. Đó là cái tướng nằm của Phật đó. Khi Phật ngủ Phật cũng nằm vậy. Cái thế này gọi là gì? Kiết tường ngọa. Ngọa là nằm, tọa là ngồi. Nằm cái dáng kiết tường. Bởi vì như thế này, mình nằm ngửa đó không tốt, nằm sấp không tốt, nằm trái cũng không tốt. Thấy không? Người ta gọi á, nằm ngửa thì nằm ngửa hay nằm sấp dễ sanh những cái dục, những cái ý tưởng dục vọng. Nằm bên trái thì sanh ác mộng, tại vì nó ép tim, không có khỏe. Chỉ có nằm phải, rồi nằm bên phải là kiết tường, lâu lâu mỏi thì trở mình chút vậy rồi nằm trở lại cái tướng đó. Thôi mong đại chúng thành tựu được đạo nghiệp của mình. Hồi hướng. Là mời đại chúng là chúng ta cùng tụng lại bốn lời phát nguyện của Thế Tôn. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngủ gì chẳng dám cho nhau, nhưng yên tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng trọn vui nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng cùng tắt lìm theo lẽ vô thường. Đã biết nơi là cõi tạm, thân con người luôn tựa áng phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ.
Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi nghĩa trang nào giới hạn cho người già, hay chỉ bóng hoàng hôn. Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng, cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa an phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh.